Đây là cổng vào công viên các bạn ạ. Đó, đấy. Đây là bãi gửi xe. Đây là cổng vào. Đó. Ngày hôm nay thì thời tiết khá là mát mẻ, dịu dàng. Nhưng mà không được cũng đông. Được đông các bạn. Đầu tiên là vào cổng chào của Sun World các bạn ạ. Bây giờ ta tôi đang đi tìm xem có mua vé được không. Wow. Đó. Ở đây thì cũng có hai công viên. Một công viên nước ở xa kia các bạn. Và đây là công viên trò chơi. Đó. Để bán vé chúng ta bên này ạ. Vâng, có cả quầy bán vé tự động luôn. Ở đây có cả trẻ em dưới 1 mét được miễn phí các bạn nhé. Và đối với giá trẻ em của 1m4 thì nó có giá trẻ em riêng nhé. Ok, bắt đầu vào công viên nước các bạn nhé. Đó. Sau khi mua vé xong thì các bạn sẽ vào đây để check in. Bên này là vé theo đi theo đoàn. Bên đây là vé lẻ. Đó, vào thôi. Ngồi mát quá. Kia là cổng vào. Đó. Còn xa xa kia là vòng quay mặt trời. Xa xa nữa kia là bãi biển đó. Đây là quang cảnh của trên cao, quang cảnh khu công viên rất đẹp các bạn nhé. Vòng xoáy rất rất nhiều trò chơi trong công viên nước các bạn nhé. Toàn chơi thích luôn. Ai mà thích nước thì vào đây thật tuyệt vời. Đây là trò bong bóng. Xung quanh công viên thì nó có cái dòng suối như này các bạn ạ. Các bạn có thể lên bờ, xuống bờ thế này được. Đấy. Dòng nước nó cứ trôi đi. Đấy, cái dòng suối này nó sẽ theo xoan suốt. Công viên nước bị lốc xoáy sinh thông báo. Đồng thời sóng thần sẽ tạo sóng phục vụ quý khách. Đi chạy lòng vòng tất cả các vị trí ở công viên. À, chúc quý khách. Dòng suối chảy quanh công viên. Các bạn có thể ngồi trên này. Cáp treo kìa. Cái này chị em chơi được, quá nhẹ nhàng. Đấy, muốn chơi trò này các bạn trèo lên tít trên kia kìa. Đó. Sau đó nếu mà trong trường hợp mà các bạn muốn đi theo chiều xanh dương thì xuống như này.
Còn các bạn đi theo chiều đỏ thì nó sẽ vòng xoé nó khác. Đấy, xuống như này. Đó. Ui. 4 người một phao, 4 người một phao chơi. Sướng không? Sướng không? Trời ơi! Đó này có uống nước không? Uống nước không? Úi dồi, nghe vẻ có uống nước sao ấy. Anh xông sang bên này à? Nó thích đúng không? Cái đoạn vòng kìa, vòng rơi xuống này nó lại quấn ra ngoài trời, nó quấn cái này cứ nghĩ lúc đấy là nó bay ra ngoài. Ra chưa? Hét này, hét bên kia. Nghe tiếng hét mà ghê lên người. Ô. Ra đây. Úi. Rồi 4 thành viên. Sang bên kia đi. Úi, mình ghi hét kìa. Úi rồi. Ôi sợ quá. Đấy, trò này nhẹ nhàng này. Vâng, lấy cái thảm xanh xanh kia các bạn. Lấy thảm xanh xanh kia lên như trên kia. Đấy, trôi rồi. Đấy. Đấy. Hay quá. Được. Đây là đảo Hải Tặc các bạn ạ. Đây, trò chơi gọi mang tên đảo Hải Tặc. Trò chơi nào cũng rất là cao. Trèo lên. Dụ trò chơi này như thế. Đây, cổng vào đây các bạn, cổng đây. Phải thôi nốc, tí lại vào kìa. Ui, ra bên này. Những tiếng hò la. Lộn sầu. Ôi
trò chơi cưỡi rồng vượt thác. Rồng đây. Số này nó ra là mắt chín đấy các bạn nhá. Vân chuẩn bị. Đấy. Cô cứu hộ đang hướng dẫn các bạn thao tác nào là an toàn. Và đang chờ tín hiệu ở dưới. Rồi, các bạn khoanh tay vào rất trước ngực. Chuẩn bị. Xuống. Lần tiếp theo. Không nghĩ đi ở dưới. Wow. Vừa rồi đường hồng thì là rơi xuống kia. Đó. Đường xanh cũng rơi xuống ở chỗ đây, nhưng vị trí nó sâu hơn tí. Nhưng cái đường xanh dương này sẽ rơi xuống cái hố này. Đó. Hố kia rất là sâu. 1m9 các bạn ạ. 2m bơi thì mình xuống nhá. Đây chỗ trò chơi cưỡi rồng vượt thác đây, nó xuống 1m. Chỗ xuống này là màu xanh dương. Các bạn chọn màu xanh dương nó xuống dưới này. Độ sâu của chỗ này là 1m9 các bạn nhé. Đó. Thật ra thì kể không biết bơi cũng không gì để có cứu hộ đây rồi. Vui rồi. Có một thanh vừa rơi rồi. Ra đằng này, ra đằng này, ra đằng này. Vui rồi. Ôi cái trò này hay này. Các bạn nhìn thấy ô. Cái trò này thì thích hợp với các bạn trẻ em này. Đó. Vào đây các bạn chơi thoải mái. Khi mà cái thùng nước ở trên đỉnh kia nó đầy thì theo quán tính nó sẽ đổ xuống nó sẽ tạo thành một cơn mưa rất lớn. Các bạn nhìn thấy chưa? Đó. Cứ thế liên tục. Là một tổ hợp nữa, cái cốc ở trên cùng kia. Khi nào mà nó đầy nước thì nó sẽ lại nghiêng xuống, nó đổ xuống tạo thành một cơn mưa như này. Đang một số người đang chờ cơn mưa tới. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Đó. Chứ một lúc sau nó lại đổ như thế. Lặp đi lặp lại. Đó. Rất chỉ là vui, rất chỉ là mát. Chuẩn bị nha các bạn, chuẩn bị nha, nhìn nha. Khi nó đầy nước, đủ nước nó sẽ rơi. Chuẩn bị. Đó. Trải nghiệm khá thú vị các bạn. Tiếp theo là trò chơi sóng thần các bạn nhé. Rộng chưa, đẹp chưa? Kìa, sóng thần kìa, sóng thần kìa các bạn, kìa sóng thần kìa. Các bạn xuống đây các bạn bơi thoải mái nhá. Ồ. Đây là đoạn cuối của công viên rồi các bạn nhé. Cuối cùng của công viên rồi. Đó. Kìa, sóng thần kìa, nhìn kìa. Đây các bạn đi xuống thế này. Xuống đây. Ở đây nó giống như bãi biển ấy. Cái biển này. Nó đi ạ. Các nhân viên bảo hộ lúc nào cũng túc trực ở đây. Ở đây có áo phao cho các bạn miễn phí các bạn nhé.
Ai mà có thể lấy áo phao ở đây, có thể lấy áo phao bên phía đây. Lấy áo phao xuống. Đây. Wow. Đẹp chưa? Đấy. Sóng thần được tạo ra từ vách núi. Những con sóng trôi dạt vào bờ. Ở đây họ tạo nền xanh nên nhìn cảm giác rất chi là đẹp mắt đúng không ạ? Nó rất là cho trẻ em ở đây cực kỳ thích luôn. Oh. Chúng ta cùng xuống trải nghiệm nhé. Rất rộng các bạn nhé, thoải mái luôn. Ở đây nó sâu thì không quá là sâu lắm đâu, nhưng mà các bạn nhìn đây ạ, các anh bảo hộ lúc nào cũng túc trực ở trên này. Đó. Bên này cũng có mấy anh bảo hộ. Yeah.